Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản giúp gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Ai lại không thích mình được may mắn? Có cách đơn giản, có cách cầu kỳ và có cách cần cả sự kiên trì. Những gì dễ dàng có được mà không phải vất vả chẳng thể tồn tại trên thế gian này. Gặp người may mắn cho ta thêm may mắn, có thật sự như vậy không? Hãy gặp gỡ những người may mắn, những người vui vẻ, những người có lối sống tích cực. Những người này ở họ toát lên năng lượng tốt. Thần thái của họ ai nhìn vào cũng cảm thán. Chính những trạng thái tích cực này có thể lan tỏa đến những người xung quanh. Đó chính là những người bạn muốn gặp để thay đổi vận hạn. Khi ở gần họ, nghe những lời khuyên của họ cũng có thể khiến bạn thêm năng lượng. Chính vì thế mới có câu lên tinh thần. Thần là siêu việt, lên tinh thần tức là cảm xúc của bạn vượt xa mức bình thường. Trong đó, cảm xúc của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, tư duy của bạn và đặc biệt những người thường xuyên bên cạnh bạn. Giả dụ bạn ở cùng vợ chồng cha mẹ, trong số họ những người này thường xuyên cáu gắt, tính tình nóng nảy. Lẽ dĩ nhiên bạn sẽ ảnh hưởng khí trường tiêu cực từ họ. Trừ khi bạn có năng lượng yêu thương cực mạnh mới có thể thay đổi, không bị thấm nhiễm bởi những người bên cạnh thường xuyên cáu gắt. Nói cách khác, để tự cứu mình, để tự độ cho những người bên cạnh có tính tình nóng nảy, bước đầu tiên bạn phải tìm đến những nơi, những người có tâm tính thiện lành. Nghe lời thiện lành, tái tạo cho mình cảm xúc tốt lành. Từ đó dần dần thay đổi vận may. Và đừng quên mỗi ngày hành thiền 5-10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.